Hello mọi người, đã đến với kênh cùng võ và đi chà chà. Và tập hôm nay là tập số 46. Tập 46 này. Thì hôm nay là ngày thứ ngày 30 tháng 12. Và tiếp còn một ngày nữa thì là mình bước qua năm mới 2022. À, thắng rồi, mình đã vượt qua cái dự kiến 200 triệu thôi. Là một kết quả rất là mình là vô cùng tự nếu so với tình trạng hiện tại của thị trường tiền ngân hàng thì một số hàng rất là tốt và rất là cái ngoài sự hợp sức sự cố gắng của tất cả các hành viên của thành phố đã thực hiện trong tháng 12 vừa qua. Đó là tôi rất vui và đó là một cái chia sẻ của mình để kết thúc là một năm 2021 rất là nhiều khó khăn, rất là chông gai. Tuy nhiên thì cũng đã có một tháng 12 tuyệt vời để mình cố gắng trong những tháng trong năm mới 2022. Và video hôm nay thì mình xin tiếp tục lại các phần của video số 45. Đó là phần đó thì mình chia thành hai phần chính. Và thứ nhất là tìm hiểu các trend, các sự kiện nổi bật về thời sự cũng như giải trí thôi. Một phần hai thì mình sẽ đẹp đọc sẽ đọc tìm hiểu đọc những câu từ những cái bài học của Phật giáo để mình xem thử ý nghĩa của nó như thế nào và những cái câu từ đó thì nó dạy mình những gì và mình rút ra được những gì trong đó để mình áp dụng trong đời sống được để tâm mình có tỉnh và khi tâm tỉnh thì mình có thể xử lý mọi việc một cách nó đúng đắn, nó hiệu quả hơn. Thì video này mình và các bạn sẽ cùng xem, cùng đọc và cùng ngẫm những lời Phật viết, những lời Phật dạy ha. Thì bây giờ mình và các bạn hãy bắt đầu vào video ngày hôm nay, video tìm hiểu những lời tâm tỉnh ha. Đây là để tìm hiểu ha. Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời bạn đều là những điều nên xảy ra, dù tốt hay xấu ha. Mình phải đón nhận, mình phải tích cực, mình suy nghĩ đó là điều tự nhiên xảy ra để mình thì đó là cuộc sống. Cuộc sống là những cái khó khăn, những niềm vui nó đến rồi nó đi, nó nằm liệt mình phải giải qua hết thì đó là cuộc sống ha. Số 2, đừng gắng sức suy đoán cách những cái người khác. Nếu bạn không có chính xác về trí tuệ và kinh nghiệm thì mắt phải nhìn lẫn là để thường tình. Có nghĩa là bạn đừng suy đoán những cái người ta làm, những cái người ta nói. Có thể những suy đoán của mình là sai, nó không đúng với những suy nghĩ hành động của người đó, người đối diện đó. Nó cái suy đoán của mình chỉ có thể gần gần đúng, nó xác suất đúng mới cao khi mà bạn đã là người có trí tuệ, bạn có kinh nghiệm để trải qua những cái thời khắc đó, những cái khoảng đó thì nên suy đoán là cái xác suất rất cao. Còn tốt nhất là đừng nên cố gắng suy đoán mà hãy tương tác, mà hãy tìm hiểu kỹ. Nếu bạn muốn biết một cái sự việc hay một cái hành động của một người đó ha. Số 3, con đường là tự mình đi, cảm thành phúc đừng để ngã. Vợ là trời ban, yêu thương chúc mừng để mất. Bạn bè là để giúp đỡ nhau, giúp nhau chúc đó điều nên làm. Hạnh phúc là cảm giác xem nhìn chúc thoải mái trong lòng. Phiền não là tự mình chúc lái, quên nó đi, mình cuốn lái mãi. Tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương. Tình cảm là từ bồi dưỡng mà thành, càng cần thiết đơn giản. Thành công thì phải trả giá, cần cố gắng và chịu vất vả. Thất bại là khó tránh,
người thoáng chút cần chấp nhận. Vợ là trời ban yêu thương chút mình bị mất phải yêu thương vợ hơn. Bạn bè là để giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ nhau chút, đó là điều nên làm. Có nghĩa là bạn bè thì giúp đỡ nhau, giúp những cái đơn giản, những cái nhẹ nhàng là điều nên làm thôi. Còn những cao xa hay khó khăn thì nó tùy tùy vào mỗi tình bạn và mỗi cái có khoa có lại với nhau thời điểm khác. Hạnh phúc là cảm giác xem một chút thoải mái trong lòng. Hạnh phúc là cảm giác mình tự tạo cảm giác hạnh phúc ra, mình có quá đề cao hay quan tâm cái hạnh phúc nó cao sao như nào để cho cảm giác của mình và hạnh phúc là nó được. Tiền đó là mình thích lấy, quên nó đi, đừng cuốn lấy nữa. Tiền đó như mình nghĩ ra thôi, mình hãy vứt bỏ đi. Tâm thái tịnh, tịnh tâm đó thì do mình rèn luyện. Thành công thì phải trả giá, càng cố gắng thì chịu vất vả. Thành công phải trả giá là mồ hôi, sức lực, đồ máu, thời gian, đó là điều phải có thôi. Thất bại là khó tránh, người có chút cần chấp nhận. Thất bại là ai cũng phải gặp, nhẹ hay nặng thôi, mình phải cố gắng mà vượt qua. Thứ tư, hạnh phúc không phải là mơ vào cho mình thật nhiều, mà ngược lại bạn nên bạn tặng sang sẻ những gì mình có cho người khác, đó mới là hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc tất bằng mình sẽ quy định. Hạnh phúc là không phải mình vơ hết cho mình, mà hãy chia sẻ với mọi người xung quanh, thì đó mới là hạnh phúc chân thật. Em chuyện gì đã qua phải để cho nó qua, đừng nhắc lại được đầu sau. Cái xác tất cả mọi chuyện trên đời đều bắt đầu vào đúng thời điểm nó cần đến, không sớm hơn, không chậm muộn hơn. Có nghĩa là mọi cái đều đã đúng lẽ tự nhiên, mình phải chấp nhận và vượt qua. Người thường có tâm nguyện thì khó và tự tại, tốt nhất nên biến thành hư nguyện, để biến thành tâm và làm còn viên mãn, mà không tự nhiên. Có hiểu không? Người thường có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hư nguyện, chỉ nên thành tâm và làm còn viên mãn, hay không phải tùy nhiên. Nghe hiểu lắm. Thứ tám, nếu một người cứ phải ngư si tính ganh đua với một đời người kia, thì để tuyệt kia sự khoái hoạt của cuộc đời, ganh đua không chỉ đánh mất đi sự vui vẻ, mà còn làm mất đi nhận lại của cuộc đời người. Ganh đua, tính ganh đua không tốt, chỉ khi những cái cảm xúc tích cực trong cuộc sống, vì thế phải bớt ganh đua đi, đừng ganh đua. Đấy. Mình cứ cố gắng để mình phát triển mà không ganh đua gì khác thôi. Thứ chín, người giàu có không phải là người có nhiều, mà là người cho nhiều, cho nhiều người giàu. Thứ mười, người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình mới có thể thay đổi được người khác. Muốn thay đổi người khác thì trước tiên phải thay đổi chính bản thân mình. Đó là điều tất nhiên. Số 11, vạn pháp duy tâm tạo, con người là kết quả những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng. Là phải cái gì bạn muốn bạn hãy nghĩ về nó, nghĩ thật nhiều về nó thì bạn sẽ thành công, bạn sẽ làm được nó. Có sinh ắt có diệt, có hợp ắt có tan, có thành ắt có suy. Khi bạn vui hãy nhớ rằng niềm vui này không phải là lúc này. Khi bạn đau khổ hãy nhớ rằng khổ đau này cũng không trường tồn. Vạn pháp thế gian vốn vô thường, cái gì cũng có thời điểm của nó, kết thúc và bắt đầu ha. Coi thường người khác là tạo ác nghiệp, không được người khác. Ý muốn dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không quyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc, không bao giờ bị phiền não.
15, hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến. Mặt lời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi, hạnh phúc không bao giờ cạn khi ta biết chia sẻ. Cái 16, giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi, mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đau khổ nhất. Vì vậy, sống một ngày là diễm phúc của một ngày nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi khó không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân. 18. Người có trí tuệ hãy khỏi bay những cấu uế của bản thân mình, như một người thợ rằng cũng sẽ có những phần mã của các bạn, từng tí một, từng cái một và từng lúc một. 19. Thiền định mang lại sự thông tuệ. Thông thiền định sẽ dẫn đến vô minh, hiểu rõ những gì dẫn đến bạn hướng về phía trước, những gì cản trở bạn và lựa chọn con đường dẫn đến sự thông tuệ. 20. Phải vững như bàn thạch để không bị lung lay trước dông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khăng chê theo cách đó. 20. Lời gần ghi nhớ của đạo Phật để mình sống an nhiên hơn. Khi mình tập xong thì mình sẽ nhẹ nhàng thì thấy cuộc đời mình đã có nào có kết thúc, có vui có khổ, mọi điều tự tâm của mình, tự tâm mình ra mình sắp tích cực thì mọi điều tích cực tính đến và nghĩ lớn thì làm lớn, nghĩ nhỏ thì làm nhỏ, thì nó có tâm của mình thôi. Video của mình hôm nay xin được kết thúc ở đây và sẽ còn một video nữa của năm 2021 vào ngày mai, ngày 31 tháng 12 ha. Thì xin chào và hẹn mọi người, mong rằng video này sẽ giúp mọi người có thêm nhiều những cái lời Phật dạy hay để mình suy nghĩ nó tốt hơn trong cuộc sống, để mình giải quyết những vấn đề khó khăn hơn trong cuộc sống này. Thì mình được hỏi mọi thứ đều có cách giải quyết, mọi thứ đều sẽ vượt qua. Nhưng bản thân, mọi thứ đều có cách giải quyết.